Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh tin tức bóng đá, nơi cập nhật nhanh nhất và chính xác nhất tình hình bóng đá trong nước và quốc tế. Hãy nhớ bấm đăng ký kênh và ấn chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất. Và sau đây sẽ là những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, Gule khiến cho nhà hâm mộ Trung Quốc lo âu trước trận gặp Việt Nam. Người hâm mộ Trung Quốc đang hết sức lo lắng khi ngôi sao số 1 của đội tuyển quốc gia nước này, tiền đạo Gule đang không có phong độ ổn định vì bị lãng quyền tại câu lạc bộ Espanyol. Trước chuyến làm khách của đội tuyển Trung Quốc tại Mỹ Đình tới đây, nhà hâm mộ bóng đá nước này đang tỏ ra khá là lo lắng trong phong độ của tiền đạo Gule khi anh gần như bị bỏ rơi tại câu lạc bộ Espanyol. Theo số liệu thống kê, tiền đạo từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam chỉ được ra sân vỏn vẹn 12 phút trong 6 vòng gần nhất tại Liga. Đáng chú ý là ở 5 trận gần nhất, Gule còn không được ra sân bất kỳ phút nào. Việc phải liên tục ngồi dự bị tại câu lạc bộ khiến cho truyền thông Trung Quốc lo sợ cho tinh thần và phong độ của Gule sẽ bị ảnh hưởng hội quân cùng đội tuyển quốc gia. Tờ Span còn nhiều dự đoán khả năng Gule sẽ trở lại Super League trong thời gian còn lại của kỳ chuyển nhượng mùa đông do đã không thể chen chân vào đội hình của huấn luyện viên Fisten Moreno. Là một trong những cầu thủ hiếm hoi đang chơi ở đội bóng nước ngoài Gu được xem là niềm kỳ vọng lớn nhất của đội tuyển Trung Quốc trong nỗ lực tranh vé dự vòng chung kết World Cup 2022 ở bảng B. Cầu thủ này cũng từng chơi rất hay và giúp đoàn quân của huấn luyện viên Litia vượt qua Việt Nam với tỷ số 3-2. Với việc chỉ có 5 điểm và đứng thứ 5 của bảng B, đội tuyển Trung Quốc rất cần chân sút đang chơi cho câu lạc bộ Espanyol để giành chiến thắng ở hai lượt trận tới làm khách trên sân Nhật Bản ngày 27 tháng 1 và Việt Nam ngày 1 tháng 2 nhằm níu kéo hy vọng tranh vé đến Qatar. Ở nhà dưỡng thương, Hà Đức Trinh khoe ảnh tình tứ với nửa kia. Trên trang cá nhân của mình, tân binh của Top Bình Định vừa đăng ảnh thân mật với bạn gái Mai Trang nhân ngày sinh nhật của cô. Do không may bị chấn thương rách dây chẳng chéo sau ở trận bán kết lượt về AI cấp 2020 gặp Thái Lan, cho nên tiền đạo Hà Đức Trinh đã không thể lên tuyển để tập trung đợt này. Được biết, chấn thương của Trinh Đen là khá nặng. Anh được dự đoán sẽ phải nghỉ thi đấu tối thiểu đến 6 tháng. Đây được đánh giá là một tổn thất không nhỏ đối với đội tuyển Việt Nam trong bối cảnh hàng công của chúng ta đang rất neo người. Lúc này, Đức Trinh đang điều trị tại Tập Bình Định. Vừa qua anh đã có màn ra mắt với đội bóng đất võ ở bản hợp đồng có thời hạn là 3 năm. Dù bận công việc nhưng Trinh Đen vẫn thể hiện tình cảm của mình với người thương khi đăng ảnh cùng với lời chúc mừng sinh nhật đầy ý nghĩa. Happy birthday, anh chúc em luôn khỏe mạnh, tươi trẻ và công tác tốt, mãi mãi là tình yêu vĩ đại nhất của đời anh. Bạn gái Đức Trinh, Mai Hà Trang sinh năm 1998 tại Bắc Giang. Cô từng học Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Nàng gượng hot girl gây ấn tượng với khuôn mặt ưa nhìn, đôi mắt to tròn, mũi cao da trắng. Trên Instagram, Mai Hà Trang cũng thu hút người xem với nhiều hình ảnh xinh xắn, khoe body bốc lửa trong những chiếc đầm bó sát hay bikini nóng bỏng. Kính thưa quý vị, đội tuyển Việt Nam và mục tiêu vào đến tứ kết cúp bóng đá nữ châu Á AFC Ấn Độ 2022. Trong lần thứ 10 tham gia AFC Women Asian Cup, đội tuyển nữ Việt Nam đang đặt mục tiêu lọt vào vòng tứ kết. Tất cả những trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu AFC Women Asian Cup India 2022 sẽ được trực tiếp trên truyền hình đa nền tảng FPT Play kể từ ngày 20 tháng 1 năm 2022. Nằm tại bảng C, với những đối thủ khó nhằn là Hàn Quốc, Nhật Bản và Myanmar, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ phải đối mặt với những thử thách từ cao tới thấp. Đội tuyển nữ Hàn Quốc với sức mạnh mang tên Jisojun. Đầu tiên là trận khai màn với những nữ cầu thủ của xứ sở Kim chi vào ngày 21 tháng 1. Đội hình của đội tuyển nữ Hàn Quốc sở hữu một trong những nữ tiền vệ hàng đầu châu Á ở thời điểm hiện tại, đó là Jisojun. Khả năng cầm nhịp thế trận chính là điểm mạnh nhất của cầu thủ này và đây chính là đối thủ mà Trương Thị Kiều sẽ phải đối mặt rất nhiều trên sân. Dù có khả năng đọc thế trận tốt nhưng vì phải hỗ trợ đồng đội ở hai cánh nên trách nhiệm của phòng thủ của Trương Thị Kiều sẽ rất nặng nề. Có thể đội tuyển nữ Hàn Quốc không sở hữu một tiền đạo quá nổi bật, thế nhưng dàn tiền vệ được lĩnh sướng bởi Ji Jun đội tuyển nữ Hàn Quốc hoàn toàn có thể trở thành một ứng cử viên cho chức vô địch. Đội tuyển nữ Nhật Bản và niềm tự hào hàng phòng ngự thép. Trận đấu thứ hai mà đội tuyển Việt Nam sẽ ra sân đó là cuộc đối đầu với đội tuyển nữ Nhật Bản. Nhà cựu vô địch thế giới năm 2011 vào 21 giờ ngày 24 tháng 1 tới. Đội tuyển Nhật Bản là đội bóng nổi tiếng với tính kỷ luật cao, cũng như có hàng phòng ngự vệ khó vượt qua nhất tại châu Á hiện tại. Với bộ đôi chung vệ thép bao gồm đội trưởng Kumagai Saki biên chế câu lạc bộ Lyon Pháp và Rumi biên chế FC Mỹ, Nhật Bản luôn sẵn sàng nhường thế trận cho đối thủ và sau đó sẽ thực hiện những cú mã hồi thương, phản công thần tốc. Đây cũng là đội bóng có lối chơi giống với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên xét về chất lượng thì cầu thủ là đại diện của xứ sở Kim chi mặt trời mọc nhỉnh hơn rất nhiều. Đội tuyển nữ Myanmar, đối thủ quen thuộc tại khu vực Đông Nam Á. Khi phải đối đầu với hai tập thể nổi danh của bóng đá nữ châu Á như vậy, mục điểm dựa vào một tỷ số hòa luôn là điều mà huấn luyện viên Mai Đức Trung hướng tới. Trận đấu sinh tử với đội tuyển nữ Myanmar mới là thời điểm mà đội bóng của chúng ta phải nghĩ tới chiến thắng. Sẽ diễn ra vào ngày 10, ngày 27 tháng 1. Không còn lạ lẫm gì sau khi Kim Thanh Hải Yến hay Tuyết Dung đã gặp gỡ đối thủ quá nhiều lần trong quá khứ. Lần gần nhất vào tháng 2 năm 2020, những nữ chiến binh sao vàng đã giành chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước đội tuyển Myanmar trong khuôn khổ vòng loại giải đấu châu Á. Hay như trước đó, vào tháng 8 năm 2019, đội tuyển nữ Việt Nam cũng đè bẹp đối phương với 4 bàn thắng không gỡ khi tham gia AF Cup. Có thể nói, việc có được kết quả điểm hòa với Nhật Bản, Hàn Quốc rồi sau đó giành chiến thắng trước Myanmar chính là chiến lược tối ưu mà đội tuyển Việt Nam cần phải làm được. Nhận định nữ Trung Quốc và nữ Đài Loan 17 giờ ngày 20 tháng 1 tại ASEAN Cup 2022. Nhận định bóng đá nữ Trung Quốc với nữ Đài Loan 5-0. Đây là trận đấu mở màn tại vòng chung kết giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2022 diễn ra tại Ấn Độ từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2. Có tổng cộng 12 đội tuyển quốc gia tham dự, chia làm 3 bảng, Hai đội đứng đầu mỗi bảng và hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ lọt vào tứ kết. Nữ Trung Quốc và nữ Đài Loan nằm ở bảng A, cùng nữ Ấn Độ với nữ Iran. Trên bảng xếp hạng FIFA, nữ Trung Quốc xếp hạng 19, còn nữ Đài Loan xếp hạng 39, nhưng thực tế khoảng cách giữa đôi bên lớn hơn thế rất nhiều. Hãy lưu ý rằng bao năm qua đội tuyển nữ Trung Quốc luôn là thế lực hàng đầu châu lục, từng 8 lần vô địch ASEAN Cup, kỷ lục của giải đấu. Ngoài ra nữ Trung Quốc còn có 7 lần tham dự giải vô địch thế giới quân cấp với thành tích cao nhất là vị trí Á quân năm 1999. Trong đó thì nữ Đài Loan từng là một đội mạnh tại khu vực châu Á với 3 danh hiệu vô địch ASEAN Cup nhưng lần gần đây nhất từ tận năm 1981 còn bây giờ nữ Đài Loan chỉ thuộc diện trung bình, ngang tầm với nữ Việt Nam. Ở lần gần đây nhất gặp nhau vào năm 2020 nữ Trung Quốc đã giành chiến thắng đậm 5-0 Chính xác nữ Trung Quốc ca khúc khải hoàn tới 8 trên 9 lần đụng độ trong quá khứ giữa đôi bên. Mùa hè năm 2021 vừa rồi, nữ Trung Quốc đã tham dự Olympic Tokyo nhưng bị loại ngay từ vòng bảng khi chỉ giành được một điểm. Trong đó Trung Quốc thua thảm là 0 5 trước nữ Brazil và 28 trước nữ Hà Lan. Còn với nữ Đài Loan đã dễ dàng vượt qua vòng loại để có suất tham dự vòng chung kết bằng hai chiến thắng 4-0 trước nữ Lào và 2-0 trước nữ Bahrain. Trận này vẫn chưa được lên tỷ lệ châu Á, nhưng dự kiến nữ Trung Quốc chấp không dưới trừ 4. Mức sâu đủ tin vào ứng cử viên vô địch và lại còn là trận gia quân khi mà sức mạnh đôi bên dù sao vẫn là ẩn số. Vì thế có thể tin nữ Trung Quốc sẽ vượt qua Hanzi Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hãy nhớ bấm đăng ký kênh và ấn chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin tiếp theo.